Tôi đứng trước hai cha và quý anh chị em ở đây với sự xúc động, với lòng mến. Tôi hôm nay tôi làm trái một điều mà trong bụng, trong lòng của tôi được quyết định. Không bao giờ giảng, không bao giờ chia sẻ nếu không có chuẩn bị trước. Nhưng mà hôm nay tôi phá luật đó, bởi vì vâng lời cha chính, rồi nghe lời anh Tiến. Anh Tiến nói với tôi là hôm nay cha hoàn giảng thì cứ nói hoài. Thì cũng xin được phép hôm nay được chia sẻ dài và nó có hơi lúng túng, mà tôi cũng ước nguyện rằng qua lời bầu cử của Thánh sẽ chúng ta mừng đi vòng hôm nay và tuần tới lễ của Đức Mẹ, ước gì bài chia sẻ của tôi hôm nay đẹp lòng Chúa, ước gì những điều tôi nói đẹp lòng Chúa và giúp cho mỗi người chúng ta sống cuộc sống rất tốt đẹp. Tôi làm việc bên đó thì khi cái rời cái chỗ này là năm 83, rồi qua bên đó thì không làm tiếng người Việt, cho nên là giảng tiếng Việt không bao giờ giảng. Nhưng mà bài chia sẻ hôm nay thì trước hết là cho mừng lễ phòng của Thánh Giuse. Thì có lẽ quý cha, hai cha đây với anh chị cũng biết, khi chúng ta đọc tin mừng Tân Ước thì ngoài Chúa Giêsu ra thì có bốn người là the best. Những bốn người này là chia sẻ, rao giảng, giảng dạy the best, nghĩa là không có ai bằng những người này hết. Người thứ nhất là Thánh Phêrô. Sau khi mà lì hình xuống thì ngài giảng và 3.000 người trở lại. Thánh Phaolô, người thứ hai, đi qua Athens giảng xong mà người ta nói muốn nghe tiếp. Rồi hai cái người thứ hai đó là mẹ Maria và Thánh Giuse. Thánh Giuse giảng rất đặc biệt, không bao giờ nói một chữ nào, không nói một tiếng nào, nhưng qua hành động của ngài, hai lần thiên thần hiện ra để nói với ngài rằng là nhận mẹ Maria làm vợ, ngài sẽ xin vâng. Rồi lần thứ hai thánh thần hiện ra để nói chuyện với ngài để đi Chúa Giêsu Đức Mẹ vượt qua Egypt, ngài cũng dạy xin vâng. Với cái bài học của Thánh Giuse hôm nay, ước gì cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta là cũng một bài giảng âm thầm. Tôi với quý cha có trách nhiệm là chia sẻ lời Chúa. Quý anh chị ở đây không có cái bổn phận đó, nhưng mà cuộc sống hàng ngày, cái đau khổ của mình với cha nam thử thích của mình là cũng một bài giảng. Bài giảng không qua lời nói tiếng Việt mà qua cái cuộc sống khắc khổ của mình. Tôi nhìn thấy các chị ở đây làm tôi nhớ lại cái chị của tôi, mẹ tôi và bao những người tôi quen biết, cả hy sinh cuộc đời để nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con. Thì là cũng một bài giảng, không có bài giảng nó mà đẹp hay hơn nữa là cái cuộc sống đau khổ của quý chị ở đây, tức là các bạn bên này. Thì ước gì mình theo gương của Thánh Giuse để mình không nói, nhưng mình làm. Mình làm bằng cách mình bảo vệ gia đình, con cái của mình bằng sự hy sinh của mình. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đó là rời đây từ năm 83, rồi lần này là sau 9 năm mới trở lại. Khi cháu của tôi chở tôi từ cây số 3, thì ai cũng biết cây số 3 rồi. Từ cây số 3 vào thành phố, tôi thấy cây, wow, đẹp quá chứ, không tưởng tượng nổi. Thì nhìn mấy cây từ cây số 3 vào đào thảo vào cái nhà thờ chính tòa, làm tôi nhớ đến cái trong bài phúc âm mà Chúa Giêsu nói là Chúa Giêsu đến. Rồi có một cái cây vả, nó không có trái, có nhớ cái đó không? Không, không có cái hoa quả gì hết. Rồi Chúa cũng buồn lòng.
ước gì những cái cây đẹp ở trong cái thành phố này gợi nhớ chúng ta rằng bên ngoài trông đẹp như vậy, nhưng mà ước gì trong lòng cũng đẹp như bên ngoài. Và quan trọng nhất là chúng ta phải trở những cây đẹp, cây tốt bằng việc làm của mình để sinh hoa kết quả. Rồi anh Kim dẫn tôi qua giám mục. Tôi nhìn cái tòa mục, tôi kinh khủng quá. Tôi cũng nói với cha rằng nó lớn quá. Chỗ tôi làm việc với bên bên nhiều ca đó, không có chỗ nào nó có cái chỗ ở văn phòng nó lớn như vậy. Rồi cũng có cây đẹp. Tôi nhìn qua những cái nhà đó, những cái cây đẹp đó, vườn hoa này kia, làm tôi nhớ đến một cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói khi Chúa Giêsu đến. Rồi Chúa Giêsu nói rằng là từ cái hạt gì đó, cái hạt nhỏ á, rồi nó lớn lên một rễ cây lớn, rồi nó lớn đến nỗi mà chín trời nó đến nó đậu ở đó. Trên đường trở lại đây thì tôi nghĩ trong lòng của tôi rằng là tôi cũng âm thầm cầu nguyện, ước gì những cái cây quả giám mục này vật chất nó trông lớn như vậy, nhưng mà ước gì qua sự quan phòng của Chúa, những căn nhà đẹp này, những cây này cũng làm trở nơi nương tựa, làm trở thành nơi nương tựa, không những về thể xác mà nhất là nơi nương tựa tâm hồn. Bởi vì chúng ta đây cũng không còn 20 nữa, 30 nữa, thì chúng ta cũng là mỗi người trải qua cái gian nan cuộc sống của mình rất nhiều khắc khổ lắm, và chúng phải cần nơi nương tựa. Nơi nương tựa đó là gì? Nơi nương tựa đó là mỗi giáo xứ. Nơi nương tựa đó là tòa giám mục ở đây với cái trung tâm văn hóa này. Bởi vì quý anh chị em biết là nó bao nhiêu nước mắt đau khổ những người ngoài đó. Ngay cả những người họ trong những quyền cao, nhà lớn, trong những chính trị, những họ cũng có cái đau khổ của họ. Phần xác cũng có đau khổ, nhưng tâm hồn họ cũng đau khổ. Ai cũng tìm kiếm Chúa hết. Ước gì cái trung tâm mục vụ này, cái tòa giám mục này mà anh chị đến hàng ngày thường xuyên, nó trở thành là nơi nuôi dưỡng, nơi ẩn trú cho mọi người. Ước gì qua lời bầu cử của Thánh Giuse và mẹ Maria, ước gì chúng ta là những người cha hay nhất, tốt nhất, không lời nói mà qua việc làm. Qua lời bầu cử của Thánh cả Giuse và mẹ Maria, ước gì chúng ta cũng trở thành những người rao giảng tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất, không những bằng lời nói mà qua gương của Đức Mẹ, là hay suy niệm những điều lời Chúa viết trong lòng của mình.